Tin mừng theo Thánh Gioan. 6 ngày trước lễ vượt qua, Đức Giêsu đến làng Bethania, nơi anh Lazaro ở. Anh này đã được người cho sống lại từ cõi chết. Ở đó người ta dọn bữa ăn tối thết đãi Đức Giêsu. Cô Marta lo hầu bàn, còn anh Lazaro là một trong những kẻ cùng dự tiệc với người. Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùm nguyên chất và quý giá sức chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mình mà lau. Cả nhà sực mùi thơm. Một trong các môn đệ của Đức Giêsu là Judas Iscariot, kẻ sẽ nộp người, liền nói: Sao lại không bán dầu thơm đó lấy 300 quan tiền mà cho người nghèo? Y nói thế không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp. Y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung. Đức Giêsu nói: Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng thầy. Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có, còn thầy, anh em không có mãi đâu. Một đám đông người Do Thái biết Đức Giêsu đang ở đó. Họ tuôn đến không phải chỉ vì Đức Giêsu, nhưng còn để nhìn thấy anh Lazaro, kẻ đã được người cho sống lại từ cõi chết. Các thượng tế mới quyết định giết cả anh Lazaro nữa, vì tại anh mà nhiều người Do Thái đã bỏ họ và tin vào Đức Giêsu. Hãy giúp ích cho người bên cạnh. Những lời kín đáo mà ngày nọ Chúa Giêsu nói về người tông đồ phản bội vang lên với sức mạnh khác thường. Người nghèo thì anh em có luôn luôn, nhưng thầy thì anh em không luôn luôn có đâu. Anh em luôn luôn có người nghèo ở bên cạnh. Sau vực thẳm của những lời này, không ai có thể nói khó nghèo là gì. Khi người ta hỏi Thiên Chúa, người trả lời rằng chính người là người nghèo. Lời kêu gọi sám hối, hoán cải có nghĩa là lời kêu gọi mở nội tâm ra với tha nhân. Trong lịch sử giáo hội và trong lịch sử con người, không có gì có thể thay thế lời mời gọi này. Lời mời gọi này có những điểm đến vô biên. Nó được nói với mọi người và được nói với từng người vì những lý do riêng biệt của mỗi người. Do đó, mọi người phải nhìn chính mình trong hai khía cạnh nơi mục tiêu của lời mời gọi này. Chúa Kitô đòi hỏi tôi mở ra với tha nhân. Nhưng tha nhân nào? Với người đang ở đây, lúc này, không thể trì hoãn một thời khắc bất định. Lúc mọi người hành khách đủ điều kiện, xuất hiện và giơ tay ra, tôi phải mở ra với mọi người, sẵn sàng để trở nên hữu ích. Trở nên hữu ích bằng cách nào? Người ta biết rõ rằng đôi khi chúng ta có thể tặng một món quà cho người khác chỉ bằng một lời. Nhưng cũng bằng một lời, chúng ta có thể làm cho người ấy đau đớn. Chúng ta có thể xúc phạm, làm tổn thương người ấy. Thậm chí chúng ta có thể giết chết người ấy về mặt tinh thần. Vì thế, cần phải chấp nhận lời mời gọi này của Chúa Kitô trong những hoàn cảnh sống và tiếp xúc thông thường mỗi ngày. Ở đó, mỗi người chúng ta luôn luôn là người có thể cho người khác, đồng thời là người có thể nhận lãnh những gì mà người khác trao tặng mình. Thực hiện lời mời gọi của Chúa Kitô để mở ra với người khác về phương diện nội tâm, có nghĩa là bằng cách sống luôn luôn sẵn sàng,
để tìm thấy chính mình ở điểm đến khác của lời mời gọi này. Tôi là người trao tặng tha nhân ngay cả khi tôi đón nhận. Khi tôi biết ơn vì mọi điều thiện đến với tôi từ tha nhân, tôi không thể đóng kín và vô ơn. Tôi không thể tự cô lập chính mình. Nhưng chúng ta có thể thấy, đón nhận lời mời gọi của Chúa Kitô để mở ra với tha nhân đòi hỏi tái tạo toàn bộ cách sống hằng ngày của chúng ta. Cần phải đón nhận lời mời gọi này trong những chiều kích thực sự của đời sống, không trì hoãn đợi cho đến hoàn cảnh hay trường hợp khác, tới dịp mà sự cần thiết được bộc lộ. Cần phải không ngừng kiên trì trong thái độ nội tâm. Nếu không, cơ hội khác thường đến, có thể là chúng ta không có sự chuẩn bị thích hợp. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết làm giàu của cải vật chất, nhưng không bị chính của cải ấy ràng buộc, mà chúng con biết dùng của cải ấy tạ ơn Chúa bằng những việc lành, việc thiện, việc bác ái. Xin cho chúng con biết chấp nhận những thiếu thốn của cải vật chất ở đời này, để nhận ra thánh ý Chúa là muốn cho chúng con được muôn vàng kho tàng vĩnh cửu trong nước Chúa. Và lạy Chúa, xin cho chúng con biết chấp nhận mọi đau khổ, thử thách trong những ngày còn ở dương thế. Nhờ biết kết hiệp với cuộc đau khổ của Chúa trong cuộc tử nạn, để luôn hy vọng được cùng Chúa phục sinh.